Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Trang Beauty mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang trí móng ngắn sao cho thật đơn giản và kiểu stylish hàng như bây giờ đang được thịnh hành nha. Các bạn theo dõi mình nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trang trí móng ngắn mà theo kiểu stylish hàng như đang được hot và thịnh hành như bây giờ nha. Rất chi là đơn giản thôi. Các bạn sơn màu nến cho mình, màu gì cũng được. Kiểu của mình vẽ là dạng vẽ gel nổi nha, chứ không phải là gel chìm. Sau khi xong các bạn đem hơi cho mình nha. Thank you.
Đây là thành quả của mình. Nếu các bạn thích thì hãy like và subscribe kênh Trang Beauty cho mình nhé. Chúc các bạn thành công.